Chào tất cả các bạn nha. Tối nay mình quay anh thợ cưa hạ cây thốt nốt các bạn ơi. Cây thốt nốt này cũng khá là cao luôn nha các bạn. Có các bạn giờ ảnh với sạn lên hạ cái thốt nốt này các bạn hãy xem anh thợ hạ cái thốt nốt này như thế nào nha. Cây thốt nốt này cũng khá là cao luôn các bạn ơi. Và cái tàu chiều rồi cao quanh trời. Mà ở đây bịch quá bịch các bạn ơi. Bây giờ anh thợ dưới đây cọt máy lên cho anh thợ chín ở trên mà ngọn cây thốt nốt nha các bạn. Cây mới đó. Đó anh ta trên trận đang kéo cái máy lên đó các bạn ơi. Mình thấy bịch quá bịch rồi mình quay không có chính xác được các bạn. Đang di chuyển qua mấy anh kia hay gì các bạn ơi. Leo lên ngọn luôn đó các bạn. Cây thốt nốt cao mà nói là mình quay ảnh còn có chút xíu luôn các bạn ơi. Rồi ảnh lên ngọn luôn đó các bạn ơi. Thôi để giờ ảnh hồi ảnh cưa hết lá mình quay cho các bạn xem nha. Rồi coi gió các bạn ơi, ở trên cây nó có mà gió quá gió luôn kìa. Thôi giờ chắc anh chắc độ chắc anh tuột xuống anh cắt ngọn hay gì đây các bạn ơi. Chắc anh tạ anh hạ lá sập xuống gì thôi chứ anh không có cắt hết luôn hay gì đây. Nói cho anh tụt xuống cái gì đó các bạn. Ở bịch quá bịch mình không có quay rõ cho các bạn xem được, các bạn thông cảm nha. Đó giờ anh thợ tụt xuống tới đó đó các bạn. Có thể anh cắt như chân chỗ nào luôn mình cũng chưa biết nữa. Đó các bạn giờ anh ở chỗ đó chứ anh cắt ngang chỗ đó gì đó các bạn ơi. Mở miệng rồi đó các bạn. Đó giờ có thể anh cắt ngang chỗ đó luôn đó nha. Để các bạn coi cây thốt nốt này cái ngọn nó ngã như thế nào nha. Ê ôi ôi. Trời ơi. Rồi đã xong cái ngọn thốt nốt các bạn ơi. Giờ chắc ảnh tuột xuống góc luôn hay gì đây. Đây nè các bạn, cái ngọn thốt nốt nó ngã sát dưới đây luôn. Rồi để anh thợ tuột xuống góc luôn nha các bạn. Có thể anh tuột xuống ảnh
hạ gốc luôn các bạn ơi. Đó giờ chắc ảnh tụt xuống nữa các bạn. Và cái lá dừa bịch quá bịch đây các bạn, cũng khó leo xuống nữa. Đây coi anh ngắm nghía coi anh hạ trên chỗ nào đây các bạn. Thôi để anh hạ gốc mình quay cho các bạn xem nha. Ngay chân chỗ đây nè, đâu đây nè. Ngay đâu đây luôn. Ừ. Có đó cán đó. Giờ anh thợ thằng lăn cái đó ra là cưa cái gốc đó nha các bạn. Dục qua bên kia. Rồi anh ta mở miệng rồi đó các bạn. Đó các bạn, giờ anh thợ hai góc cho nó ngã như thế kia nha các bạn. Ở bên đó cũng có sát với cái chạy của người ta để coi coi có nó ngã như thế nào nha.
mình thấy nó ngã đó nha. Gốc nó búng lên nó ghê không các bạn. Gốc này cũng khá là già luôn các bạn ơi. Đây quá đỉnh luôn. Giờ thợ cắt ngang đó các bạn. Mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chuồng gà. Ừ.